đội bóng huấn luyện viên Popov đã chơi khá hay ở trong trận đấu với U23 Timor Leste. Cơ hội! Tỷ số được mở cho các thủ U23 Myanmar. Bàn thắng từ rất sớm, đó là pha lập công của Niang Tun. Rất bất ngờ. Bàn thắng đến từ rất sớm mang lại niềm vui cho người mộ của U23 Myanmar. Pha lập công của Win Niang Tun. Bàn thắng được ghi ở ngay phút thứ hai của trận đấu. Niang Tun đã không bị vị ở trong tình huống vừa rồi. Một pha xỏ kim thủ môn đối phương rất hay của Niang Tun trong một tình huống tấn công đầu tiên của trận đấu. Và pha đối mặt thì Win Niang Tun đã sút tung lưới thủ môn Quincy của U23 Philippines. Bàn thua đầu tiên của U23 Philippines tại SEA Games năm nay.